đang ở cái công viên Hòa Bình, phường 10, Gò Vấp đây, được phía sau này. Người ta phun nước nha, công viên này Hòa Bình Square. Đây biểu diễn phun nước đây. Đây là công viên ở phường 10, Gò Vấp, ngay khu dân cư Cityland. Thì lúc này là lúc 8 giờ có biểu diễn phun nước này. Đấy. Còn phía bên kia là đang có hội chợ. Đây đang phun nước nè. Ai vàng phun nước, công viên nước mà. Ồ, quá đẹp luôn. Là cao nha. Có con ngựa đây. Miệng đi đâu vậy? Cười coi. Đó kìa, công viên nước á, phun nước nè. Đi đấy. Sao vậy? Hả? Đi thôi, có sao đâu. Đi nhanh lên. Nhìn kìa phun nước kìa. Ôi mấy vòi kia xa chưa? Con ngựa. Xíu đi đây coi. Ôi phun xa thật. Khu vực phường 10. Quá cao. Về rộng ra cả nhà xem nha. Đó. Quá cao luôn. Đây có 5 cái vòi phun rất là cao. Đây ra có những cái nhà nhỏ nhỏ xung quanh nè. Rồi mấy em nhỏ rất là thích. Khu công viên Hòa Bình. Đang quay đó, đưa YouTube đó. Ủa sao vậy? Vấn đề gì? Đây nè, anh đang quay em luôn nè. Đó, đang coi phun nước nè, công viên phun nước mà. Công viên Hòa Bình. Ôi phun mạnh ghê luôn, cao. Khoảng 20 mét à. Ở đây. Khoảng 20 mét á. Bên này là cái cầu băng qua cái khu vực hồ. Đây là cái đài phun nước. Hôm nay nó không có gió, coi nó đẹp, có gió nó tạt dữ lắm. Sao xu nó tạt hả gì? Gió, hôm nào mà gió là nè xí ơi. Hôm nào mà gió là nó tạt dữ lắm á. Cao hay mẹ? Nè mẹ nè. Đấy, công viên rất là rộng rồi cả nhà, xung quanh rộng lắm. Cho mọi người vào đây rất là thoải mái vui chơi. Phía kia là khu Cityland. Nước khí thế luôn. Rồi ok, rồi đến mai cả nhà mình ở đây nhé. Phun mạnh hơn nữa nè. Rồi ra cả nhà.